nhé. Hôm nay là ngày thứ tư, 29 tháng 5 năm 2024, tức ngày 22 tháng 4 năm Giáp Thìn. Ngã ba Nghĩa Hồ vẫn như mọi khi thôi, không đông, khá vắng vẻ. Không biết giá vải như thế nào đây, mình cứ đi xem giá vải nào nhé. Người ta giả giá chưa? Đi xem, thử xem nào. Thanh Hà đây. Để người ta mua đi đâu đâu biết. Rẻ thì rẻ, cái kệ làm nào. Cái bao tiền cân bác ơi? 7.000. Ủa, 7.000 à? Chết thật, rẻ quá nhỉ. Uầy, 7.000 thôi. Vải to quá, nhưng đều. Đi một chút. Được bao nhiêu đấy? Chán quá nhỉ? Cái này về trồng cái khác thôi. Vùng cao trồng cái keo thôi. Rẻ quá. Đâu mình sang bên đây xem sao. Tại cái ô tô đi qua lại. Vừa đấy có bác không muốn quay, còn mấy người đến lắc đầu. Rẻ quá các bạn ạ. Chúng ta làm được và sớm vải đỡ chênh lệch. Nguyên nhân tại sao vải nó rẻ thì cũng có thể do năm nay mất mùa, chất lượng vải nó không được cao, cho nên là người ta mua đi người ta không bán được, người ăn người ta không mua, cho dẫn người mua không được, cho nên người ta giảm rẻ. Cái vải đẹp nhất là trả được bao nhiêu hả bác? 30.000 đấy. À, 30.000 nào, ui xoạt đẹp quá nhỉ. Cảm ơn bác nhá. Thấy nói như thế rồi không biết như thế nào. Đi làm anh Hiền ơi. Ai đi Bắc Ninh nhỉ? Vâng. Em bán vải chưa? Em lâu lâu em bán tí thôi. Vải nó rẻ quá. Người ta chưa trả à? Em 12, 13. Tụt quá nhờ. Cảm ơn em nhá. Vải trên dưới 10.000 các bạn ạ. Một số anh em thời gian trước dự đoán là tầm 70.000-80.000, nhưng bây giờ vừa rồi hỏi có bác có 7.000 thôi. 78.000, khá nhiều, trên dưới 10.000 đa số. Còn như bác vừa rồi nói 30.000 cho bác đánh đùa. Rẻ quá các bạn ạ. Anh em ở trên vùng cao là người ta chuyển sang trồng cây lâm nghiệp. Còn mình là chuyển sang cây cảnh chứ làm được quả vải nó vất vả lắm. Mỗi năm được mùa thì còn nói nguyên nhân là được mùa rất giá, năm nay mất mùa vẫn rẻ như vậy.